đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn. Thứ nhất, thờ phụng mời Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai, chớ kêu tên Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, những ngày Chúa Trời. Bốn, thảo kính cha mẹ. Thứ năm, chớ giết người. Thứ sáu, chớ lợi sự dâm dục. Thứ bảy, chớ lấy của người. Thứ tám, chớ là chính giới. Thứ chín, muốn vợ chồng người. Chớ muốn vợ chồng người. Thứ mười, chớ tham của người. Mười điều luật ấy tóm 12 điều này mà nhớ. Trước khi mến mời Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sao lại yêu người như mình ta vậy? Amen.